chào các bác nhá. Thì hôm nay em sẽ đi thăm cái đàn ong của gia đình mình. À, cái đàn ong kia là em vừa mới chia đàn cho các bác được. Còn hôm nay cũng chưa nhiều, đang nhạo bên ngoài. Trước khi mình thăm ong thì bên cơ sở em chuyên cung cấp vật tư nuôi ong lộ. Thì em sẽ chuẩn bị cái bình khói. Cái bình khói thì rất là quan trọng. Nếu đi thăm ong mà không có bình khói thì con ong nó đốt rất là nhiều các bác nhá. Đây, cái bình khói này chất liệu inox rất là dày. Những cái thanh chống nóng của nó này rất là dày dặn, qua những cái video vừa rồi này em cũng giới thiệu với các bác rồi. Đây là cái chất bình khói inox bên em. Bình inox em bán thì lúc nào chất liệu tới tay các bác cũng là loại đẹp nhất và tốt nhất các bác nhé. Loại dày dặn. Thì trên thị trường nó có 2-3 loại cơ. Nhưng mà các bác yên tâm khi mua những cái sản phẩm của bên em thì lúc nào cũng là đồ tốt nhất. Đấy. Và tiến hành cái việc thăm ong thì bên em có cả mũ, cả áo bảo hộ để nuôi ong mật. Ở đây các bác này, chiếc mũ này là chiếc mũ vành rộng nhá. Rất chi là nhiều bác ưa chuộng cái mũ như thế này, bởi vì vành rộng nó sẽ an toàn hơn vành hẹp các bác. Vành thì bằng thép đây này, rất chi là chắc chắn. Để các bác mà dùng thì các bác dùng cái mũ vành rộng như này nhá, ong nó sẽ an toàn hơn nhiều. Nó cũng có mũ, nó chỉ chênh lệch nhau một chút xíu thôi, nhưng cái mũ kia cái vành nó nhỏ lắm. Đấy, đây là mũ vành rộng, em sẽ thử đội cho các bác mình xem. Thì qua cái thời gian mà vừa rồi mà nuôi ong với khi mà em đi thăm ong mà lúc nào em phải đội mũ và mặc áo. Đấy. Thì qua video này cũng biết là có những bác, là nhiều bác rất chi là cần, mà các bác chưa kiếm được cái địa chỉ tin tưởng để mua những cái sản phẩm như thế này để dùng. Thì các bác cứ liên hệ đến số điện thoại bên em nhé. Bên em có tất cả các loại vật tư về nuôi ong lộ, em sẽ tư vấn các bác. Và áo, áo thì thật sự là khi đi thăm ong thì em thấy dùng áo là an toàn hơn nhiều. Cái áo này bảo hộ rất chi là tốt nhá. Cái vành tay của nó là bo chun này các bác này. Đấy, và cái vành đai bên dưới này cũng là bo chun hết các bác nhá. Nó giúp cho con ong nó không có chưa trong người được. Tăng cường màu đen trong suốt này giúp các bác nhìn là cũng chi là dễ. Em sẽ thử mặc cho các bác được xem. Đây toàn là những khung ong nhà em đấy, để xung quanh vườn hết. Ở đây các bác nhá. Đấy, khi mặc thì nó bo chặt bên dưới như thế này, giúp con ong nó không thể chui trong người các bác được. Khi em đi thăm ong thì còn em còn đeo cả găng tay cơ ấy. An toàn tuyệt đối. Đàn ong thì nó có lúc nó hiền, có lúc nó rất là hung dữ. Nếu như mà sơ suất khi mà thăm ong mà để kẹp chết một con ong thì cả đàn nó rất là hung dữ, nó lao vào mặt nó đốt nhá. Thì các bác nên chọn những cái sản phẩm như mũ áo để bảo hộ đi thăm ong và cho nó được an toàn tuyệt đối. Đấy, như thế này là các bác đã có thể thăm ong được rồi. Đây là những tổ ong nhà em đây, đặt ở tại vườn luôn. Còn cái đàn ong kia là em vừa mới chia tách thùng, nó vẫn còn đang bay rất chi là nhiều ở bên ngoài. Thì tẹo nữa em sẽ kiểm tra xem nó đã vào đều hai thùng hay chưa. Nó đang bay ở bên ngoài rất chi là nhiều. Thì trong cái việc thăm ong này mà không có mũ, có áo thì giống đốt. Thì các bác nếu mà cần những cái sản phẩm như mũ và áo thì hãy liên hệ trực tiếp đến số điện thoại bên em nhé. Bên em có tất cả các loại vật tư về nuôi con ong lộ và ong giống. Các bác mà cần ong giống thì cũng alo đến số điện thoại bên em nhé. Thì các bác xem video quan tâm đến tất cả những cái vật tư về ong lộ, các bác ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để mỗi khi em làm thông báo các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất của bên em nhé. Vâng, chào tất cả các bác.